Vâng, chào mừng tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại với channel của em trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, buổi sáng ngày hôm nay thì chiếc xe bảng số 49A10724. Con xe này thì em sẽ chạy đi công vụ, sẽ có mặt tại ở Tân Biên, thành phố Tây Ninh nha cô chú và anh chị. Và trước khi em review sơ chiếc xe này qua cho cô chú và anh chị cùng tham khảo thì em cũng gửi lời một lời chào trân trọng và thân thương nhất gửi tất cả các cô chú anh chị cùng các bạn theo clip này. Chúc cho đại gia đình mình có một ngày thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn, thành công trong mọi lĩnh vực cũng như trong cuộc sống nhé. Con xe này thì em sẽ xuất phát từ tỉnh Lâm Đồng và tối ngày hôm nay thì em nó sẽ có mặt tại ở Tân Biên, thành phố Tây Ninh. Với một mức giá em bán là 55 triệu đồng, tên em nói là Dago Slanos, sản xuất đời 2001, đăng ký 5 chỗ ngồi, số sàn, tay lái trợ lực, full xăng điện tử, dung tích xi lanh là 1.6, thì độ tiêu hao nguyên liệu của em nó là 67 lít xăng trên 100 cây số, đồng sơn si, nội thất con xe này nói chung là xe tập chạy tập lái, vừa đi vừa đẩy và đặc biệt là đi tán gái khá là ok. Bao anh chị chạy một ngày vài trăm cây số luôn ha. Thì em sẽ xuất phát từ Lâm Đồng, em sẽ đi Tây Ninh đi công vụ chiếc xe này. Với một mức giá chỉ có 55 triệu đồng thôi, nước sơn bề ngoài thì quý anh chị của chú cũng thấy em nó cũng rất là sạch sẽ ha. Ga lăng là ga lăng đúc, bốn cái vỏ là mới thay anh chị ha, bốn cái vỏ mới thay, mấy can xà beng luôn. Đây, bốn cái vỏ coi như là 99% luôn. Đây, em nói là may thay vỏ gì Michelin ha. Nội thất đồng sơn si của em nó thì nói chung là sạch sẽ nha cô chú và anh chị. Đây, nội thất em nó đây. Có cái ghế thì em nó bị sọc sọc tí xíu nè. Xe này thì hôm bữa em cũng có review sơ về cho cô chú và anh chị cũng tham khảo rồi. Hôm nay trước khi em xuất phát thì em cũng muốn làm sơ cái clip này gửi đến cho tất cả cô chú và anh chị. Và trên cung đường thì em sẽ đi ngang qua là Malagui, Đà Tẻ, Cát Tiên, ngã ba Sâu Bọng, rồi vòng vòng khu vực Bình Phước, Bù Đăng gì đó, rồi vòng vòng thì em sẽ đáp ở Tây Ninh. Đó, anh chị nào muốn sở hữu chiếc xe này thì xin vui lòng alo cho em ha. Và em sẽ review cái video cho anh chị xem em nó bao nhiêu cây số ở trên cái cung đường ha. Từ đây về đó thì cũng khoảng cỡ hơn 300 cây số nha anh chị. Đây, xe này thì máy móc anh chị khỏi suy nghĩ ha, tay lái trợ lực, số sàn, kính bấm, đồng sơn si, nội thất sạch sẽ ha. Đây hỗ trợ theo một cái đồng hồ tua máy, máy lạnh bao sâu luôn. Xe này là máy lạnh mới vừa thay nha anh chị, lốc lạnh mới vừa thay, số sàn trần bọc thì trần nỉ. Máy thì máy nổ rất là êm anh chị ha, đèn bọc rất sáng đó anh chị thấy không, đèn bọng rất là sáng. Đây, với khoang máy của em nó thì rất là khô ráo và sạch sẽ nha anh chị. Thì sao? Máy móc rất khô ráo và sạch sẽ. Đấy, máy thì khỏi chuyện. Lốc lạnh này em mới thay cái lốc lạnh mới luôn nha anh chị. Gầm bệ cứng cáp, đồng sơn sạch sẽ. Đăng kiểm thì cứ 6 tháng đi đăng kiểm một lần. Đó, quý cô chú anh chị nào muốn sở hữu chiếc xe Dago Slanos này trên cung đường của em về Tây Ninh thì cứ xin vui lòng alo cho em qua số điện thoại đó là 0796822220 để em hỗ trợ và tư vấn thêm ha. Và đây là lần đầu tiên cô chú anh chị đến với kênh của em thì cô chú anh chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và bấm chuông sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em ha. Và bên này thì hiện tại bây giờ em đang còn một chiếc xe tập chạy tập lái luôn, Kia Ceed5 bản số 20, đồng sơn si nội thất rất là sạch sẽ, dung tích xi lanh là 1.1, thì độ tiêu hao nguyên liệu của em nó là 6 lít xăng trên 100 cây số. Với một mức giá thành bên em bán cho anh chị của chú với giá thành là 48 triệu đồng nha. 48 triệu đồng cho chiếc Kia Ceed5 này. Xe này được cấy trợ lực rồi nha anh chị nha, lên trợ lực rồi. Đồng sơn si nội thất sạch sẽ. Đó, anh chị nào yêu những chiếc xe tập chạy tập lái vừa đi vừa đẩy ha thì cứ xin vui lòng alo cho em qua số điện thoại đó là 0796822220 để em hỗ trợ và tư vấn thêm nha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video tại thành phố Tây Ninh.